Xe đạp thể thao VIP chúng con xin chào bạn. Shop xe đạp thể thao VIP, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, luôn có đủ xe, đủ màu, đủ size, đủ chủng loại, từ xe đạp đua, xe đạp địa hình, xe đạp touring, xe đạp nam, xe đạp nữ, xe đạp gấp, có rất nhiều cấu hình cùng có nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Và trong video này, shop tiếp tục giới thiệu tới bạn sản phẩm mới, và đây là những chiếc xe đạp thể thao của hãng xe đạp này. Sản phẩm mới nhất năm 2022, shop đã nhập về đủ màu và đủ size. Vâng, đây là những chiếc xe đạp đua của hãng xe đạp này, model Super 33. Vâng, với model Super 33 của hãng xe đạp này thì rất nổi tiếng, và đây là sản phẩm mới nhất từ hãng xe đạp này, sản xuất năm 2022, có 4 màu rất mới, rất đẹp cùng với 3 size, đó là size 44, size 46 và size 48, cùng với 3 màu: màu đen đỏ, màu đen xanh, màu đen ghi và màu nâu trắng hay màu cà phê trắng. Và từng màu sắc shop sẽ làm review chi tiết, giới thiệu và bán tới bạn. Bạn thích màu nào, bạn xem màu đó. Bạn thích xe nào, bạn đến với shop xe đạp thể thao VIP Com. Mua xe đạp online rất đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán tới bạn xe đạp đua online Super 33 bản mới nhất 2022. Đây là chiếc màu đen xanh. Và line Super 33 rất nổi tiếng, và shop xe đạp thể thao VIP Com bán rất nhiều. Và đây là bản mới nhất trong video này, shop giới thiệu và bán tới bạn. Với cấu hình full nhôm, gồm khung nhôm, phuộc nhôm, phô tăng tay lái, cọc yên bằng hợp kim nhôm, vành hợp kim nhôm, Meyer nhôm, đùi đĩa nhôm, nhôm cao cấp, nhôm siêu nhẹ. Và chất nhôm cao cấp cùng với chất sơn rất đặc biệt, rất đẹp, rất đẳng cấp. Sơn giao thoa, giao thoa nhìn rất đẹp, mọi góc nhìn rất đẹp luôn. Cọc yên liền bằng hợp kim nhôm, yên mút bọc da PU dài chống nước. Cặp vành bánh sử dụng cỡ 700 với vành nhôm hai lớp cao 4 cm, cắt CNC của hãng xe đạp này. Lan hoa bằng thép sử dụng cặp Meyer bằng nhôm cắt CNC của hãng xe đạp này. Sử dụng bi bạc đạn, trục tháo lắp nhanh bánh trước bánh sau. Lốp sử dụng lốp Kenda 700x23C. Và xe đang sử dụng phanh trước phanh sau bằng hợp kim nhôm, có cần gạt thay đổi nhanh độ căng của gạt, rất hay. Và line Super 33 có hệ thống tay phanh phụ và nha, đây là tay phanh phụ rất thuận tiện cho người sử dụng khi điều khiển xe ở mọi tư thế, kiểm soát tốc độ rất dễ dàng. Và đây là tay phanh chính của xe cũng bằng hợp kim nhôm luôn. Super 33 đang sử dụng bộ truyền động Shimano với tay đề số Shimano A050. Điều khiển bộ đùi đĩa có 2 tầng đĩa và bộ nít có 7 tầng. Gạt đĩa Shimano Touray TZ, gạt lip Shimano sử dụng nít 7 tầng của hãng Ata, xích sử dụng xích của hãng Bet. Bộ đùi đĩa bằng nhôm của hãng Dowill, 2 đĩa có chắn đĩa. Sử dụng cốt bạc đạn và rất sơn để tới xe này. Khung nhôm rất nhẹ cùng với trục trước, trục giữa, trục sau sử dụng bi bạc đạn, chạy rất trơn và trớn. Cơ lốp 700x23 của hãng Kenda. Vâng, xe đẹp, giá tốt khi đến với shop xe đạp thể thao VIP.com. Mua xe đạp online Super 33 bản 2022 này có 3 size: size 44, size 46 và size 48, phù hợp với rất nhiều chiều cao của người sử dụng. Chỉ cần bạn có nhu cầu mua xe, đến với shop xe đạp thể thao VIP.com, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn, tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa. Đến với shop xe đạp thể thao VIP.com, mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc, hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại hotline 098 331 5936. Còn bây giờ, hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.